kết nối thành phần cộng sản vô dụng trên đất Mỹ. Thông điệp của Tô Lâm là gì? Đảng Cộng sản Mỹ chỉ là một đảng phái chính trị rất nhỏ. Họ tồn tại và hoạt động theo luật pháp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đảng này chưa bao giờ có chân trong chính trường Mỹ, mặc dù nền chính trị của Mỹ là dân chủ, đa nguyên, đa đảng. Đảng Cộng sản Mỹ trở nên vô dụng ở đất nước này là do không được người dân bình chọn. Lưỡng viện Quốc hội và hệ thống hành pháp Hoa Kỳ là sân chơi chỉ dành cho hai đảng phái lớn là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Vì thế, hầu hết nguyên thủ các quốc gia trên thế giới, khi đến Mỹ, họ cần kết nối với những nhân vật có sức ảnh hưởng của hai đảng trên, chứ chẳng ai dỗi hơi mà đi gặp đại diện Đảng Cộng sản Mỹ. Chuyến đi Mỹ lần này của ông Tô Lâm, mục đích lớn nhất là gặp Tổng thống và những nhân vật có ảnh hưởng trong chính giới của Mỹ, thuộc nhánh hành pháp và lưỡng viện quốc hội. Ngoài ra, ông cũng nên tiếp xúc với giới doanh nhân, nhất là những người có ảnh hưởng đối với nền kinh tế của Mỹ, như vậy là đủ. Tuy nhiên, ông Tô Lâm thì lại dành thời gian khá nhiều để gặp đại diện Đảng Cộng sản Mỹ, như một thông điệp cho rằng ông vẫn trung thành với lý thuyết Cộng sản, một thứ học thuyết đã bị thế giới vứt vào sọt rác của lịch sử từ rất lâu rồi. Việc ông Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo Cộng sản Mỹ cho thấy hy vọng ông xem trọng lợi ích quốc gia, coi điều này cao hơn những mối quan hệ viển vông của Đảng là điều rất rất xa vời. Sau chuyến đi Mỹ, ông Tô Lâm còn phải đi Cuba để mà gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản xứ này. Đây cũng là hành động vô tích sự. Nhiều năm nay, Việt Nam thường xuất gạo để cứu đói cho người dân Cuba. Trong khi đó, những kẻ cầm quyền ở đất nước này thì lại ngồi trên cao, tung ra đủ thứ luật lệ hà khắc, gây lầm than cho dân chúng. Rõ ràng, Cuba là một quốc gia không đem lại bất kỳ một lợi ích nào cho Việt Nam cả. Ở các nước dân chủ, dù có Đảng Cộng sản thì đều là vô dụng. Còn các nước Cộng sản, ngoài Trung Quốc thì các nước còn lại không gây ảnh hưởng gì đến Việt Nam. Việc kết nối với Đảng Cộng sản của Mỹ, Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Cuba đều là những mối quan hệ ngoại giao vô ích, tốn kém tiền thuế của người dân. Những Đảng Cộng sản này không giúp gì được cho đất nước Việt Nam thì tất nhiên cũng chẳng giúp ích gì được cho chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu đem vứt bỏ được quan hệ với những Đảng Cộng sản vô dụng trên thế giới như thế, thì người dân còn thấy được tính thực dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam, không mãi ôm thứ viển vông, hão huyền và lạc hậu. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không làm được điều đó. Những việc làm của họ cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không thể tự tháo bỏ vòng kim cô ý thức hệ ra khỏi cái đầu của mình. Mà không vứt bỏ ý thức hệ thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể tự tách ra khỏi tầm ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ chính là những con cừu non bị trói buộc bởi cái vòng kim cô ý thức hệ Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ chung ý thức hệ mà còn có phe phái chính trị ở Việt Nam có nhận được sự đỡ đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện đang chi phối nền kinh tế của Việt Nam rất mạnh. Ngoài ra, những bàn tay vô hình từ Trung Quốc còn khiến cho nhiều nhân vật chính trị cộng cán của Việt Nam phải nhận những căn bệnh lạ và ra đi đột ngột. Những cái chết bất minh trong những năm vừa qua cũng là sợi dây vô hình nhưng rất chắc chắn, ngày càng siết chặt hơn vào cổ Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trong đó có ông Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm. Việc nhỏ làm không xong thì không thể có kỳ vọng làm được việc lớn cho được. Đến việc vứt bỏ những đảng cộng sản vô dụng trên thế giới là điều dễ dàng mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn không làm được, thì việc tự tách ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc là điều bất khả thi trong lúc này. Thời của ông Tô Lâm cũng chẳng có gì mới so với thời của Nguyễn Phú Trọng là như thế. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin kết nối thành phần cộng sản vô dụng trên đất Mỹ, thông điệp của Tô Lâm là gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Cảnh giác với trò ma mãnh của ông Tô Lâm. Bà Nguyễn Phương Hằng, ông Trần Huỳnh Duy Thức, ông Hoàng Ngọc Giao và bà Hoàng Thị Minh Hồng được thả gần như cùng một lúc. Trong bốn người này, mỗi người bị bắt trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu chung họ là những người có ảnh hưởng đến xã hội. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quyền Việt Nam thả người đại trà, khiến không ít
ý kiến lạc quan về ông tân Tổng Bí Thư. Ông Tô Lâm lên Tổng Bí Thư, điều khó nhất là làm sao phải cân bằng giữa các thế lực. Trong nước, thành phần bảo thủ vẫn còn rất mạnh. Với ngoài nước, đặc biệt là trong ván cờ giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Tô Lâm khó có thể quyết định theo ý của mình. Trong bối cảnh có rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều mối đe dọa, rất nhiều quyền lợi được đan xen, thì làm sao ông có thể giữ được cân bằng cho đây? Trong nội bộ của đảng, nếu ông Tô Lâm muốn đổi mới, ông phải triệt hạ hoàn toàn thành phần bảo thủ trong đảng, hoặc phải kiểm soát họ. Thành phần này hiện nay đang còn khá đông. Họ trung thành với cái gọi là xã hội chủ nghĩa một cách vô điều kiện. Họ không quan tâm đến lợi ích quốc gia, họ chỉ muốn duy trì chế độ độc tài toàn trị. Thành phần này rất sùng bái Nga và Trung Quốc, đặc biệt họ thần thánh hóa Putin và Tập Cận Bình. Đại diện cho trường phái này rõ ràng nhất là ông Lương Cường và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng đa số trong Tổng cục Chính trị. Sau chuyến công du Mỹ, ông Tô Lâm phải ghé sang Cuba. Đây được cho là động thái của ông Tô Lâm, đánh giá là để làm hài lòng thành phần bảo thủ trong đảng. Như vậy, Tô Lâm vẫn còn ngán ngại thành phần này khá nhiều. Và đây là rào cản rất lớn, khiến Tô Lâm không thể tự ý thay đổi và đổi mới cho được. Đối với quan hệ quốc tế, những động thái gần đây cho thấy ông Tô Lâm vẫn ưu tiên cho mối quan hệ với Bắc Kinh. Những cam kết giữa Việt Nam và Mỹ đã không được phía Việt Nam thực hiện. Nguyên nhân được cho là Việt Nam sợ Bắc Kinh không hài lòng. Như vậy, ông Tô Lâm không thể tự tách mình và tách đảng ra khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh, thì làm sao ông có thể mạnh dạn đổi mới cho được? Nhiều năm qua, chính quyền của Việt Nam đã từng thả một số tù nhân lương tâm để trao đổi với Mỹ và phương Tây trong những lần ký kết hiệp định thương mại hoặc lãnh đạo đi thăm các nước Mỹ và phương Tây. Tuy nhiên, cách của họ là thả người này nhà cầm quyền cho bắt lại người khác. Họ luôn duy trì một số lượng tù nhân lương tâm trong kho, ở mức đủ để làm điều kiện trao đổi. Đấy là trò ma mãnh của một chính quyền bất lương, không phải là thiện chí. Việc thả ông Trần Huỳnh Duy Thức và những tù nhân khác không có dấu hiệu cho thấy Tô Lâm có thiện chí đổi mới chính trị. Khả năng cao lần này Tô Lâm cũng sử dụng trò ma mãnh cũ rích như ông và đảng của ông đã dùng trong nhiều năm qua. Tù nhân dự bị trong nước vẫn còn rất nhiều. Thậm chí Tô Lâm có thể cho bắt lại ngay người vừa được thả để duy trì kho chứa tù nhân lương tâm của đảng. Ngoài những yếu tố đối nội và đối ngoại cản trở sự thay đổi, thì còn một yếu tố khác rất quan trọng. Đó là Tô Lâm và các đồng chí của ông đang hưởng lợi rất lớn từ việc nắm giữ quyền lực ở trong tay. Chỉ có một ủy viên Trung ương Đảng như ông Lê Đức Thọ đã có trong tay nhiều ngàn tỷ đồng, thì người đứng đầu như Tô Lâm sẽ hưởng được bao nhiêu? Nó sẽ là con số khổng lồ. Nếu thay đổi, những đồng tiền bẩn của ông liệu có giấu được không? Và ông cùng gia đình có còn được hưởng đặc quyền, đặc lợi như hiện nay nữa hay không? Mỗi lần thả tù nhân lương tâm như là việc đảng cho dư luận uống nước đường. Chỉ khác là lần này ông Tô Lâm cho nhiều đường hơn mà thôi. Sau đó mọi việc vẫn trở về quỹ đạo như cũ. Để đất nước thay đổi, cần phải áp lực cực mạnh từ người dân, chứ không thể hy vọng vào sự tiến bộ của những cái đầu bảo thủ và đầy tham lam, tham nhũng trong đảng. Khi dân khí còn thấp thì không có động lực đủ mạnh để thúc đẩy đảng phải thay đổi. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin cảnh giác với trò ma mãnh của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de.